thân khác. Và điển hình như là một lần nọ, khi mà Đề Bà Đạt Đa bắn một con thiên nga, thì thái tử một lần nọ thì có một con thiên nga trúng tên của thái tử Đề Bà Đạt Đa, thì thái tử Siddhartha ôm lấy nó và giành nó được từ hoàng tử Đề Bà Đạt Đa và đem nó về vàng cung để nuôi. Rồi sau thời gian chữa trị cho con thiên nga thì thái tử đã thả nó đi. Đây là đoạn lịch sử mà bài học ngày hôm nay mà chúng ta học. Về phần liên quan đến đoạn lịch sử này, trước tiên thì chúng ta sẽ học phần từ vựng ha, phần từ vựng trước. Từ vựng. Chúng ta có mười mấy từ vựng ở trong phần bài học này. Bây giờ nghe đọc trước rồi sau đó lớp sẽ đọc giống như mọi khi ha. Rồi, Pathama Vayu. Pathama Vayu. Pathama Vayu. Panna. Metta. Metta. Metta Sambayutta Chitto. Chúng ta thấy chữ nào mà người ta chia sẵn chữ O, tức là danh từ năm tánh vị ngữ ác. À, thấy sẵn chữ O, tức là danh từ năm tánh vị ngữ ác. Tí nữa mình sẽ ôn lại cái bản chia danh từ năm tánh vị ngữ ác luôn. À, ta có thể mang các từ này để chia nó. À, Metta Sambayutta Chitto. Karuna. Karuna. Karuna Sambayutta Chitto. Karuna Sambayutta Chitto. Nghe lại lần nữa. Pathama Vayu. Pathama Vayu. Panna. Metta. Metta Sambayutta Chitto. Metta Sambayutta Chitto. Karuna. Karuna Sambayutta Chitto. Lần nữa ha. Pathama Vayu. Panna. Metta. Metta Sambayutta Chitto. Metta Sambayutta Chitto. Karuna. Karuna Sambayutta Chitto. Karuna Sambayutta Chitto. Rồi bây giờ ai đọc được giơ tay lên. Anh Cát Khánh có trên lớp học hay không ạ? Dạ có sư. Rồi bây giờ ai đọc được giơ tay lên, rồi anh Cát Khánh sẽ mời lớp đọc phần từ vựng trang đầu tiên này ha. Dạ, dạ xin mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Dạ bà sư con xin đọc ạ. Pathama Vayu. Panna. 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 Metta. Metta Sambayutta Chitto. Sambayutta Chitto. Metta Sambayutta Chitto. Karuna. Karuna Sambayutta Chitto. Dạ, xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc ạ. Pathama Vayu. Panna. Metta. Metta Sambayutta Chitto. Karuna. Karuna Sambayutta Chitto. Thưa sư, xin hết. Xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ, bà sư con xin đọc ạ. Pathama Vayu. Panna. Metta. Metta Sambayutta Chitto. Karuna. Karuna Sambayutta Chitto. Dạ, con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử An Trần ạ. Dạ thưa sư con xin đọc Pathama Vayu. Pathama Vayu. Panna. Panna. Metta. Metta Sambayutta Chitto. Karuna.
Karuna Sampayutta Sito. Dạ thưa sư, con xin hết. Dạ, xin mời cô Diệu Bảo ạ. Con xin đọc. Pana Metta Metta Sampayutta Sito Pathama Vayo Karuna Karuna Sambayutta Chito. Con xin hết. Dạ. Dạ. Xin mời Phật tử Huyền. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Pathama Vayo Pana Metta Metta Sambayutta Chito Karuna Karuna Sambayutta Chito. Con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Phi Sương. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Pathama Vayo Pana Metta Metta Sambayutta Chitto Karuna Karuna Sambayutta Chitto. Dạ thưa sư, con xin hết. Dạ, con xin mời sư cô tánh biểu hiện. Dạ thưa sư, con xin đọc. Pathama Vayo Pana Metta Metta Sambayutta Chitto Karuna Karuna Sambayutta Chitto. Dạ con xin hết ạ. À, xin mời Phật tử Lan Lê. Dạ thưa sư, con xin đọc. Pathama Vayat Pathama Vayo Pana Pana Metta Metta Sambayutta Chitto Karuna Karuna Sambayutta Chitto. Dạ con xin hết. Dạ. Dạ, xin mời Phật tử Thanh Trà. Sư, con xin đọc ạ. Pathama Vayo Pana Metta Metta Sambayutta Chitto. Nhỏ xíu à. Nhỏ à. Để con chỉ nghe. Dạ, xin mời Phật tử Thanh Trà đọc lớn lớn lên ạ. Dạ, con xin đọc lại ạ. Pathama Vayo Pana Metta Metta Sambayutta Chitto Karuna 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 Sambayutta Chitto. Dạ. À, Phật tử Thanh Trà đọc nghe lớn lắm mà sao hôm nay đọc nghe nhỏ xíu ạ. Dạ, xin mời Phật tử mang cái lá nên đi. Dạ thưa sư, con xin đọc. Pathama Vayo Patha Bana Metta 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 Samba Metta 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 Chuta Chito Karuna Karuna Samba Chuta Chito. Dạ thưa sư, con xin hết. Dạ, có Phật tử nào muốn đọc thêm không ạ? Này sao ít gì ạ? Dạ, hết rồi sư. 46 người ạ. 46 người, sao đọc có mấy người vậy ta? Rồi, nghe đọc lại ha. Pathama Vayo Pana Metta Metta Sambayutta Chitto Karuna Karuna Sambayutta Chitto. Rồi giờ qua trang 2 ha. Qua trang 2. Siddhartha Raja Kumaro Chahwa Siddhartha Raja Kumaro Chahwa Poseti Poseti Hangso Hangso Devadatta Raja Kumaro Devadatta Raja Kumaro Devadatta Raja Kumaro Pamunjati Pamunjati Isa 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 Sambayutta Chitto Isa Sambayutta Chitto Isa Sambayutta Chitto Siddhartha Raja Kumaro Chahwa. Cái này ba từ ha. Poseti Poseti
hằng so Devadatta Raja Kumaro Devadatta Raja Kumaro Pamunjati Isa Samyutta Kito Isa Samyutta Kito Siddhartha Raja Kumaro Siddhartha Raja Kumaro Ja Va Poseti Hangso Devadatta Raja Kumaro Devadatta Raja Kumaro Pamunjati Isa Samyutta Kito Isa Samyutta Kito. Rồi bây giờ ai đọc được giơ tay lên. Và anh Cát Khánh mời lớp đọc thiền sư. Dạ. Dạ xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Siddhartha Raja Kumaro Cha Wa Poseti Hangso Devadatta Raja Kumaro Pamunjati Isa Sambayutta Chitta Chiro Chitto. Dạ thưa sư cũng xin hợp. Dạ xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ bà sư con xin đọc ạ. Siddhartha Raja Kumaro Cha Wa Poseti Hangso Devadatta Raja Kumaro Pamunjati Isa Sambayutta Chitto. Dạ xin con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Hương Nguyễn. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Siddhartha Raja Kumaro Cha Wa Poseti Hangso Devadatta Raja Kumaro Pamunjati Isa Sambayutta Chitto. Dạ con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Phi Sương ạ. Dạ, thưa sư con xin đọc. Siddhartha Raja Kumaro Cha Wa Poseti Hangso Devadatta Raja Kumaro Pamunjati Isa Sambayutta Chitto. Dạ, thưa sư con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử An Trần. Dạ thưa sư con xin đọc. Siddhartha Raja Kumaro Cha Va Poseti Hangso Devadatta Raja Kumaro Pamunjati Isa Sambayutta Chitto. Dạ thưa sư con xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Huyền ạ. Dạ, thưa sư con xin đọc ạ. Siddhartha Raja Kumaro Cha Wa Poseti Hangso Devadatta Raja Kumaro Pamunjati Isa Sambayutta Chitto. Con xin hiểu ạ. Dạ, xin mời Phật tử Thanh Trà. Rồi, tao. Dạ, xin mời cô Diệu Bảo. Dạ, con xin đọc. Siddhartha Raja Kumaro Poseti Hangso Devadatta Raja Kumaro Pamunjati Isa Sambayutta Chitto. Con xin hết ạ.
Xin mời Phật tử mang cái lá này đi. Dạ thưa sư, con xin đọc Siddhartha Rajakumaro Cha và Bồ Sê Tí Hằng Sô Đề Vá Đá Thá Kumaro Ba Bú Chá Tí Isa Isa Samba Chú Tá Chí Tô. Dạ thưa sư, con xin hết. Hết hả? Còn sư, dạ, xin mời sư cô tánh biểu hiện ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc. Siddhartha Raja Kumaro Cha và Bosetti Hangso Devadatta Raja Kumaro Pamunchati Issa Issa Sambha Sambhayutta Chitto. Dạ con xin hết ạ. Nãy giờ đọc con nói nghĩa chứ. Nãy giờ con biết nghĩa không dạ? Dạ, dạ thưa sư, dạ biết. Tại ở trong sách có. Nãy giờ đọc con nói nghĩa chứ. Không ai nói nghĩa hết, không ai dịch nghĩa hết. Rồi thôi đi. Ai nhớ nghĩa, đọc nghĩa luôn nha. Dạ, xin mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Dạ, con bạch sư, con xin đọc ạ. Siddhartha Raja Kumaro là thái tử Siddhartha. Cha qua là hay, hay là hoặc. Positi là chăm sóc. Hanso là con thiên nga. Devadatta Raja Kumaro là thái tử Siddhartha. Thái tử Đề Bà Đạt Đa. Bámun Chati là thả ra. Isa là ganh tị. Isa Sampayutta Chito là người có tâm ganh tị. Và bạch sư con hết ạ. Xin mời Phật tử Tham Ý Cá Liễu. Sư con xin đọc ạ. Siddhartha Raja Kumaro Cha Hòa Bồ Dê Tị Bồ Bồ Sê Tị Hằng Sô Đề Hoa Đát Ta Raja Kumaro Ba Mùn Cha Tị Ita Ita Tâm Ba Ba Dũ Ta Chí Tô. Đã có xin hết ạ. Xin mời Phật tử Lăng Liễu Tham Má Nanh đi. Dạ con thưa sư, con xin đọc ạ. Siddhartha Raja Kumaro Cha Hòa Bồ Sê Tí Tham Sô Đề Quá Đá Ta Raja Kumaro Bạ Mùn Chà Tí Í Sa Í Sa Sám Bá Rút Ta Chí Tô. Con xin hết ạ. Rồi. Xin mời Phật tử Trang Đá Nguyệt. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Siddhartha Siddhartha Raja Kumaro Cha Wa Bồ Sê Tí Hằng Sô Devadatta Raja Kumaro Bạ Mùn Chá Tí Isa Isa Sambaruta Chito. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Siddhartha Raja Kumaro Cha Hòa Bồ Sê Tí Hằng Sô Đề Quá Đắc Tá Raja Kumaro Cá Mung Cha Tí Isa Isa Sampa Giúp Tá Chí Tô. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Lan Lê ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc Siddhartha Raja Kumaro Thái tử Tất Đạt Đa Cha Cha Hoa là hay là hoặc là Hô Sê Tí
là chăm sóc. Hanso là con thiên nga. Devadatta Rajakumaro, thái tử Devadatta. Pamunjati là thả ra. Issa là ganh tị. Issa Sambayutta Chitto là người có tâm ganh tị. Dạ, con xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Trần Văn Điền. Dạ, thưa sư, con xin đọc ạ. Siddhartha Rajakumaro là thái tử Sĩ Đạt Ta, Chá là và, Qua hay là Bosetti là chăm sóc, Hanso là công thiên nga, Địa quả Đạt Ta Rajakumaro là thái tử Địa Bà Đạt Đa, Bamunjati là thả ra, Issa là ganh tị, Issa Sambayutta Chitto là người có tâm ganh tị. Dạ, con xin hết nha. Dạ, xin mời Phật tử Huyền. Dạ, anh xin mời Phật tử Huyền. Dạ, còn Phật tử nào muốn đọc không ạ? Hết rồi phải không? Dạ, hết rồi sư. Có Phật tử Huyền bị trục trặc mic nên không đọc được. À, xin mời Phật tử Tiên Huỳnh ạ. Dạ, bà sư con đọc. Bồ Sê Tý Hằng Sô Đề Quá Đát Tá Ra Chá Cú Ma Rô Sĩ Đát Thá Ra Chá Cú Ma Rô Chá Hoa Bá Môn Chá Tí Ít-sa Ít-sa Sampayutta Chito. Rồi, tử tiên huynh này lâu lắm rồi mới thấy trả lời lớp học. Dạ, con xin lỗi sư, tại vì lúc trước con bận quá. Dạ, hết rồi. Còn anh nữa không? Dạ. Rồi, hết rồi phải không? Dạ, dạ, hết rồi sư. Hết rồi, bây giờ chúng ta trở lại phần văn phạm tí ha. Văn phạm. Giờ trở lại phần danh từ nữ tính. Các cái vị ngữ của danh từ nữ tính hôm trước, có còn nhớ các cái văn vị ngữ của danh từ nam tính không? Hôm trước mình học danh từ nam tính có mấy cái vị ngữ? Dạ, có còn nhớ không? Dạ có 7. Có 7 đúng rồi, tức là A, I, U, U, O. O. Không có chữ E ha. Còn hôm nay thì mình học danh từ nam tính thì mình có các cái vị ngữ của danh từ nữ tính thì mình có 5. Tức là mình có gì? A, I, U, U, có 5. Nam tính thì có 7, nữ tính thì có 5. Nam ở đây nó là A, I, I, U, U. Nhớ danh từ, các cái vị ngữ của danh từ nữ tính này có 5. Nam tính thì có 7. Nam này nó được sử dụng phổ thông, nhưng mà A là được sử dụng nhiều nhất, U thì ít nhất, I, I thì tương đối, nhưng mà A là được sử dụng nhiều nhất. Rồi bây giờ là bữa nay thì học bảng chia của danh từ nữ tính dạng vị ngữ A, giống như là danh từ Amma. Đây bảng chia này, thì để chia được cái bảng chia này đó, làm để ý là nó có chữ A ở phía sau nè. Các danh từ nãy giờ mình đọc đó, danh từ nào mà nó tận cùng bằng A ở phía sau thì nó sẽ chia giống như cái bảng chia này. À, bảng chia này, ví dụ người ta sẽ chia cho mình là chủ cách số ít Amma, số nhiều Amma, Amma vô. Đối cách số ít Ammang, số nhiều Amma, Amma vô. Sử dụng cách số ít Amma giá, số nhiều Amma hí, Amma phí. Chỉ định cách số ít Amma giá, số nhiều Amma năng. Số cách số ít Amma giá, số nhiều Amma hí, Amma phí. Sở thuộc cách số ít Amma giá, số nhiều Amma năng. Định sở cách số ít Amma giá, Amma giang, số nhiều Amma xuống. Cô cách số ít Amme, số nhiều Amma, Amma vô.
Rồi nghe lại lần nữa ha. Chủ cách số ít amma, số nhiều amma, ammayu. Đối cách số ít amman, số nhiều amma, ammayu. Sử dụng cách số ít ammaya, số nhiều ammahi, ammaphi. Chỉ định cách số ít ammaya, số nhiều ammanang. Sử dụng cách số ít ammaya, số nhiều ammahi, ammaphi. Sở thuộc cách số ít ammaya, số nhiều ammanang. Định sở các số ớt ammaya, ammayang, su nhiều amma su. Hồ các số ớt amme, su nhiều amma, ammayo. Rồi lần nữa ha. Chủ các số ớt amma, su nhiều amma, ammayo. Đối các số ớt ammang, ammang, su nhiều amma, ammayo. Sở dụng các số ớt ammaya, su nhiều ammahi, ammaphi. Định sở các số ớt ammaya, su nhiều ammanang. Sử dụng các số ớt ammaya, số nhiều ammahi, ammaphi. Sử dụng các số ớt ammaya, ammanang. Định sở các số ớt ammaya, ammayang, số nhiều ammasu. Hồ các số ớt amme, số nhiều amma, ammayo. Ở đây chúng ta thấy bắt đầu từ các số 3 nó đều là ammaya hết. Tại các số 7 thì nó thêm cái ammayang thôi. À. Dùm xem cái bản chia tóm tắt. Thì để chia được cái bản chia tóm tắt này đó, thì mình nhớ khi mình gặp danh từ nữ tính cận cùng bằng A thì mình bỏ chữ A nó ra đi. Tại vì chữ A người ta đã đem nó xuống đây rồi. Mình chỉ ghép với danh từ còn lại, phần danh từ còn lại thôi, bỏ chữ A ra, ghép với danh từ còn lại. Ví dụ ở đây thì mình ghép chữ, mình lấy chữ âm thôi, chữ âm thôi. Chữ A bỏ nó đi thì chữ A người ta đem nó xuống đây rồi. Thì mình sẽ chia chỗ cách số ít amma, số nhiều amma, ammayo. Đối cách số ít ammang, số nhiều amma, ammayo. Sử dụng cách số ít ammaya, số nhiều ammahi, ammaphi. Chỉ định cách số ít ammaya, số nhiều ammanang. Sử dụng cách số ít ammaya, số nhiều ammahi, ammaphi. Sở thuộc cách số ít ammaya, su nhiều amma năng. Định sở cắt su ớt amma giá amma giang, su nhiều amma su. Hô cắt su ớt amme, su nhiều amma amma vô. Rồi bây giờ ai chia được bán chia này, giơ tay lên chia thử tay. Rồi Khánh mời lớp chia thử giúp xin. Dạ xin mời Phật tử Tiên Huỳnh ạ. Dạ xin mời Phật tử Tham Ý Cá Liễu. Dạ con sư sư, con xin chia bảng biến cách danh từ nữ tính ví ngữ a như amma. Rồi. Chủ cách số ít amma, số nhiều amma, ammaro. Đối cách số ít amma, số nhiều amma, ammaro. Sử dụng cách số ít amma giá, amma giá, amma giá số nhiều amma hí, amma hí. Chỉ định cách số ít amma giá số nhiều amma lăng. Xuất xứ cách số ít amma giá số nhiều amma hí, amma phí. Sử dụng cách số ít amma giá số nhiều amma lăng. Sử định cách số ít amma giá amma răng, số nhiều amma sú. Hô cách số ít amma mê amme, số nhiều amma amma rô. Rồi tốt. Bây giờ mỗi người chia 4 cách thôi ha. Người đầu tiên chia tới chỉ định cách, rồi người thứ hai chia tiếp theo ha. Mỗi người 4 cách thôi. Dạ, xin mời Phật tử Lâm Thị Nương. Dạ, bà sư, con xin chia bản biến cách của danh từ nữ tính vị ngữ A như Amma, người mẹ. Chủ cách số ít là Amma, số nhiều là Amma,
Amayo. Đối cách số ít Amang. Số nhiều là Amayo. Sử dụng cách số ít là Amaya. Số nhiều là Amahi. Amaphi. Chỉ định cách số ít là Amaya. Số nhiều là Amanang. Dạ, bà sư con xin hết ạ. Rồi. Dạ, xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ, bà sư con xin chia tiếp tục ạ. Xuất xứ cách số ít Amaya, số nhiều Amahí, Amaphí. Sở thuộc cách số ít Amaya, số nhiều Amanang. Định sở cách số ít Amaya, Amayang, số nhiều Amasú. Hô cách Amê, số ít Amê, số nhiều là Amma, Amayo. Dạ, con xin hết ạ. Dạ. Xin mời Phật tử An Trần. Dạ thưa sư, con xin chia danh từ ngữ tính dĩ ngữ A như là Amma. Chủ cách số ít Amma, số nhiều Amma, Amayo. Đối cách số ít Amman, số nhiều Amma, Amayo. Sử dụng cách số ít Amaya, số nhiều Amahi, Amabi. Chỉ định cách số ít Amaya, số nhiều Amanang. Dạ thưa sư con xin hết. Xin mời Phật tử mang ra lá nành đi. Dạ thưa sư con xin đọc. Xuất xứ cách số ít Amaya, số nhiều Amahi, Amabi. Sử dụng cách số ít Amaya, số nhiều số ít Amaya, số nhiều Amanang. Định sở cách số ít Amaya, số nhiều số ít Amaya, Amayang, số nhiều Amasu. Hô cách số ít Amê, số nhiều Amma, Amma, Amayo. Dạ thưa sư con xin hết. Dạ, xin mời cô Diệu Bảo. Dạ thưa sư con xin đọc. Bản biến cách danh từ nữ tính vị ngữ A như Amma. Chủ cách số ít Amma, số nhiều Amma, Amayo. Đối cách số ít Amman, số nhiều Amma, Amayo. Sử dụng cách số ít Amaya, số nhiều Amahí, Amaphí. Chỉ định cách số ít Amaya, số nhiều Amanang. Con xin hết. Rồi bây giờ khoan đi anh Cát Thánh. Bây giờ mình xem một số danh từ nữ tính vị ngữ A, rồi sau đó mình tập chia, lấy các danh từ này để mình tập chia ha. Đây là một số danh từ nữ tính vị ngữ A như là Upasika. Bây giờ đọc cái đi ha. Upasika, Karuna, Devata, Panya, Puja, Metta, Sattha, Sala. Giờ sẽ đọc lại lần nữa ha. Upasika, Karuna, Devata, Panya, Puja, Metta, Sattha, Sala. Giờ mời hai ba người đọc cái này cái đi, rồi mình sẽ lấy các danh từ này đi chia cho cái bảng chia đó, tập chia ha, tập chia cho cái bảng chia đó. Rồi mời tiếp hai ba người đọc cái này dùng xuyên cái đi anh Cát Thánh, để mình ứng dụng cho cái bảng chia nữ tính đó. Dạ thì xin mời sư cô Tánh biểu hiện. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Upasika, Karuna, Devata, Panya, Puja, Metta, Sattha, Sala. Dạ con xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Thưa sư con xin đọc ạ. Upasika, tính nữ, Karuna là bi, Devata chư thiên, Panya là trí tuệ,
Pocha là sự cúng dường, Metta là từ, Satha là niềm tin, Sala là phòng lớn. Thưa sư xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Hương Nguyễn. Dạ, thưa sư con xin đọc ạ. Upasika, tín nữ, Karuna, Bi, Devata, Chư Thiên, Panya, trí tuệ, Puja, sự cúng dường, Metta, từ, Satha, niềm tin, Sala, phòng lớn. Con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Lan Lê ạ. Dạ, thưa sư con xin đọc. Upasika, Karuna, Devata, Panya, Puja, Metta, Satta, Sala. Và con xin hết. Dạ. Dạ, xin mời Phật tử Thanh Trà. Con xin mặc ạ. Upasika, tỉnh nữ, Karuna, Bi, Devata, Chư Thiên, Ban Nha, Kỷ Tuệ, Puja, Sự Ứng Dương, Metta, Từ, Satha, Niềm Tin, Sala, Phòng Lớn. Xin con xin ạ. Dạ, xin mời Phật tử Thảo Nguyễn. Dạ, bạch sư con xin đọc ạ. Upasika là tín nữ, Karuna là bi, Devata là chư thiên, Panya là trí tuệ, Pucha là sự cúng dường, Metta là từ, Satha là niềm tin, Sala là phòng lớn. Dạ, con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Tiên Huỳnh ạ. Dạ, bạch sư con đọc. Upasika, Karuna, Devata, Panya, Puja, Metta, Satha, Sala. Con xin hết. Rồi bây giờ được rồi, bây giờ mình sẽ lấy các từ này để chia cho bảng danh từ nữ tính nha. Bảng danh từ nữ tính lúc nãy. Rồi, bây giờ mình chọn danh từ nào đó đi. Ai chọn trước? Chọn đi thì xin sẽ viết lại cho. Rồi ai chia trước chọn đi. Dạ thưa sư con xin chọn Karuna. Rồi Karuna. Karuna ở đây chữ N đánh chữ dưới không được nha. Dạ. Rồi. Chủ rồi, cách số đi. Ít cá rú na, số nhiều cá rú na vô. Tối cách số ít cá rú na, cá rú năng. Số nhiều cá rú na vô. Mỗi người bốn cách ha. Dạ. Sử dụng cách số ít cá rú na giá, cá rú na hí, cá rú na phí. Chỉ định cách số ít cá rú na giá, số nhiều cá rú na ra năng, cá rú na năng, cá rú na năng. Con xin hết. Cá rú na. Dạ, xin mời Phật tử Phạm Tình Thảo. Dạ, thưa sư con xin chia động từ Upasika là tín nữ ạ. À, danh từ ha, cái này u. Danh từ. Rồi chia đi. Chia tiếp theo cách thứ năm. Từ cách số năm thưa sư. Ừ. Chữ ca giá số ít, số nhiều là Uba si ca hí. Uba si ca hí. Sở thuộc cách số ít là Uba si ca giá, số nhiều là Uba si ca năng.
định sở cách số ít là Upasika giá, Upasika răng, số nhiều là Upasika số, hô cách số ít là Upasike, số nhiều là Upasika, Upasika rồi. Con xin hết ạ. Rồi, đó. Mời người tiếp theo đi. Bất ta. Nè chia bất ta đi khách. Rồi mời cô Kim Cúc đi. Dạ. Thưa sư, con xin chia động từ metta. Danh từ. Cái này của danh từ. Dạ, danh từ metta. Chủ cách số ít, metta. Số nhiều, metta, metta vô. Đối cách số ít, mettang. Số nhiều, metta, metta vô. Sử dụng cách số ít, metta giá. Số nhiều, metta hí, metta phí. Chỉ định cách số ít, metta giá, metta năng. Rồi. Sư cô xin hết. Rồi mọi người tiếp theo đi. Xin mời Phật tử mang cái lá nành đi. Xin mời Phật tử mang cái lá nành đi. Này mình có dạ, thể lên tiếng cũng được. Chia động từ meta luôn á sư. Meta. Meta chứ. Dạ. Danh từ, cái này danh từ không phải động từ ha, cái này danh từ. Dạ dạ. Cách dạ. Năm á. Susuka. À dạ, Susuka số ít là meta. Meta giá. Meta giá số nhiều, meta hí, meta bí. Sử dụng các số ít là meta giá, số nhiều là meta năng. Định sở các số ít là meta giá, số nhiều meta văn. Số nhiều là meta số. Hô các số ít là meta mê, số nhiều là meta mê, số nhiều là meta mê. Meta vô. Dạ, xin mời Phật tử An Trần ạ. Dạ, thưa sư, con xin chia động từ danh từ. Dạ, con dạ thưa sư, con xin chia danh từ Karuna. Là chủ cách số ít là Karuna, số nhiều là Karuna, Karuna vô. Đối cách số ít là Karuna, số nhiều là Karuna, Karuna vô. Sử dụng cách số ít là Karuna giá, số nhiều là Karuna hí, Karuna bí. Chỉ định cách số ít là Karuna giá, số nhiều là Karuna năng. Dạ thưa sư, con xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Thanh Trà. Thưa sư, con xin chia danh từ Sa La Phong Lớn ạ. Rồi, Sa La. Dạ, con chia từ số 5 xuất xứ cách số ít Sa La giá, số nhiều Sa La hi, Sa La phi. Sở thuộc cách số ít Sa La giá, số nhiều Sa La năng. Định sở cách số ít Sa La giá, Sa La nhầm, số nhiều Sa La su. Hô cách số ít Sa Lê, số nhiều Sa La, Sa La vô. Con xin nghĩ đọc. Xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ
Dạ thưa sư, con xin chia động từ pan nhá. Pan nhà. Dạ pan nhà. Danh từ. Trên đây như đánh dấu không được hả anh Khánh hả? Trên đây đánh dấu không được hả anh Khánh? Dạ. Có dấu đánh không được. Trên màn hình sư con đánh không được sư ơi. Ừ. Rồi đọc đi đã. Trên đây đánh mấy chữ có dấu đánh không được. Phải nhà dạ, không? Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Con xin chia động từ văn nha. À con xin chia danh từ. Dạ. À, chủ cách số ít văn nha. Số nhiều văn nha. Văn nha vô. Đối cách văn nhân. Số nhiều văn nha. Văn nha vô. Sử dụng cách văn nha giá. Số nhiều văn nha hy. Văn nha hí. Văn nha phí. Chỉ định cách văn nha giá. Số nhiều, ban nha năng, xuất xứ cách, ban nha giá, số nhiều, ban nha hí, ban nha phí, sở thuộc cách, số ít, ban nha giá, số nhiều, ban nha năng, định sở cách, số ít, ban nha giá, ban nha năng, số nhiều, ban nha số, hô cách, ban nhê, số ít, số nhiều, ban nha vô, dạ con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Phi Sương ạ. Dạ thưa sư con xin chia danh từ sắc tha. Sắc tha. Tha là niềm tin đó sư. Chủ cách số ít sắc tha. Số nhiều sắc tha. Sắc tha vô. Đối cách số ít sắc tha. Sắc tha dần. Sắc thăng. Số nhiều sách tha. Sách tha vô. Sử dụng cách sách tha giá. Số nhiều sách tha hí. Sách tha phí. Chỉ định cách số ít sách tha giá. Số nhiều sách tha năng. Xuất hết. Dạ thưa sư con xin hết. Dạ xin mời Phật tử Lâm Thị Nương. Dạ bà sư con xin chi tiếp cái danh từ sách tha. Dạ xuất xứ cách số ít là sách tha giá. Số nhiều là sách tha hí. Sách tha phí. Sở thuộc cách số ít là sách tha giá. Số nhiều là sách tha năng. Định sở cách số ít là sách tha giá. Sách tha giang. Số nhiều là xích tha chú, số xích tha số, hô cách, số ít là xích đi, số nhiều là xích tha vô. Dạ, bà sư con hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Huyền ạ. Dạ, thưa sư con xin chia danh từ Pu Cha, sư cũng dương ạ. Rồi, Pu Cha. Chủ cách số ít là Pucha, số nhiều là Pucha, Pucha Yo. Đối cách số ít là Puchang, số nhiều là Pucha, Pucha Yo. Sử dụng cách số ít là Pucha Giá, số nhiều Pucha Hi, Pucha Phi. Chỉ định cách số ít Pucha Giá, số nhiều Pucha Năng. Con xin hệ dạ. Xin mời Phật tử Lan Lê ạ. Dạ thưa sư con xin chia tiếp theo danh từ Pucha. Xuất xứ cách số ít Pucha giá. Số nhiều Pucha hí, Pucha phí. Sở thuộc cách số ít Pucha giá. Số nhiều Pucha năng. Sở định cách số ít Pucha giá, Pucha giang. Số nhiều Pucha xú, hô cách Bu chê, số nhiều, bu chá, bu chá yô. Dạ con xin hết. Dạ có Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? Dạ thưa sư hết ạ.
Rồi bây giờ mình ôn lại tí bảng chia của danh từ nam tính nha. Bây giờ các phần tử mình chọn danh từ nam tính tặng cùng bằng á để mình tập chia tí nha, tập chia cho nhớ. Coi như là bảng chia bằng a là mình được đó, coi như mình tập chia được rồi. Giờ tập chia cho danh từ nam tính tặng cùng bằng á tí đây. Hôm nay không có tập chia. Cái nào mình hiểu rồi đó thì mình tập chia cho nhớ. Còn này chưa hiểu thì tập chia cho hiểu. Bây giờ hiểu rồi thì tập chia cho nhớ. Phải nhớ một ít mới được. Chứ hiểu không chưa đủ. Hay vậy. Rồi. Bây giờ ai nhớ được cái danh từ nào tập chia danh từ đó mình sẽ coi. Giơ tay lên coi. Bạch sư con xin đọc danh danh từ hăng sa. Ở hăng sa là con thiên nga. Rồi hăng sa. Chủ cách số ít hăng sô, số nhiều hăng sa. Đối cách số ít hăng xăng, số nhiều hăng xê. Sử dụng cách số ít hăng xê ná, số nhiều hăng xê hí, hăng xê phí. Chỉ định cách số ít hăng xa giá, hăng xa há xá. Hăng xá xá. Số nhiều hăng xa năng. Rồi được rồi, bốn cách được rồi. Người bốn cách được rồi. Rồi mời người tiếp theo. Dạ, dạ, xin mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Dạ bà sư, con xin chia cái xuất xứ cách đó. Hăng sa, hăng sang ha, hăng sát ba, số nhiều là hăng xê hí, hăng xê phí. Sở thuộc cách là hăng sa sát, hăng sát sát, hăng sát sát. Số nhiều là hăng sa năng. Định sở cách là hăng sân hí, hăng xê, hăng xê hí, hăng xê trước. Hăng xê định sở cách mà sư. Ừ, hăng xê trước. Dạ. Ba chữ lận. Dạ. Sở thuộc cách là hăng xê. Định sở cách là hăng xê. Rồi hăng sân hí, hăng sát min. Số nhiều là hăng xê xú. Hô cách số ít là hăng xa, hăng xa. Số nhiều là hăng xa. Và sư hết rồi. Rồi. Dạ, bây giờ con xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ, bạch sư con xin chia danh từ sân khá tăng già. Rồi, sân khá. Cá đánh dấu không được ha, cái phần này đánh dấu không được, chịu khó đọc. Dạ. Không dấu đi. Dạ dạ. Dạ, thì con xin chia. Chủ cách số ít sang khô, số nhiều sang kha. Đối cách số ít sang khang, số nhiều sang khê. Sử dụng cách số ít sang khê ná, số nhiều sang khê hí, sang khê phí. Chỉ định cách số ít sang khai giá, sang khát xá. Số nhiều sang khả năng. Dạ con xin hết ạ. Rồi. Dạ xin mời Phật tử An Trần. Dạ thưa sư con xin chia tiếp theo. Chỉ định xuất xứ cách
Sankha, Sankhangha, Sankhasma, số nhiều. Sanghehi, Sanghebi, sở thuộc cách, số ít. Sankassa, số nhiều. Sankhanang, chỉ định cách, số ít. Sankhe, Sankhamhi, Sankhasmin, số nhiều. Sankhe suốt, hầu cách, số ít. Sankha, Sankha, số nhiều. Sankha, dạ thưa sư, con xin hết. À. Dạ, xin mời Phật tử Thanh Trà. Thưa sư, con xin chia danh từ Pathama Vaya thuở ẩu thơ ạ. Danh từ đó chia không được, danh từ khác đi. Không được ạ. Danh từ đó danh từ ngoại lệ. Tính từ Devadatta thì làm sư. À, được, được. Devadatta. Chủ cách số ít Devadatta, số nhiều Devadatta. Đối cách số ít Devadatta, số nhiều Devadatta. Sử dụng cách số ít Devadatta na, số nhiều Devadatta hi, Devadatta phi, chỉ định cách Devadatta nhá. Devadatta sa, số nhiều Devadatta nào. Con xin hiểu lại. Dạ, xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo ạ. Dạ, thưa sư, con xin chia danh từ thăm mã. À, thăm mã. Thánh. Rồi, chia đi. Thưa sư, con chia chủ cách số ít thăm mô, số nhiều thăm ma. Đối cách số ít thăm măng, số nhiều thăm mê. Sử dụng cách số ít thăm mê ná, số nhiều thăm mê hí, thăm mê phí. Chỉ định cách số ít thăm ma giá, thăm ma xá, số nhiều thăm ma năng. Xuất xứ cách số ít thăm ma, số thăm ma hà, à, thăm măng hà, thăm mát ma, số nhiều thăm mê hí, thăm mê phí. Sở thuộc cách số ít thăm mát xá, số nhiều thăm ma năng. Định sở cách số ít thăm mê, thăm măng thí, thăm mát minh, số nhiều thăm mê xú. Thô cách số ít thăm má, thăm ma, số nhiều thăm ma. Thư sư con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Huyền ạ. Dạ thưa sư, con xin chia danh từ ghế hát nhà. Rồi. Dạ, chủ cách số ít ghế hồ, số nhiều ghế hà. Đối cách số ít ghế hằng, số nhiều ghế hề. Sử dụng cách số ít ghế hề nạ, số nhiều ghế hề hi, ghế hề phi. Chỉ định cách số ít ghế hà dạ, ghế hà xa, số nhiều ghế hà năng. Con xin hệ dạ. Dạ. Ừ, xin mời Phật tử mang ga lá nên đi. Dạ, sư sư con xin chia động từ tạp bát xá, sư tạo sĩ. Rồi, tạp bát xá. Dạ, sư cách số ức tạp bát ra, số nhiều tạp bát na, số nhiều ta rê bí. Sở thuộc cách số ít ta bê xa, số nhiều ta rê
tát xe năng đến sở các số ít tát ba xe số nhiều tát tát ba thí tát ba min số nhiều tát ba su tát bê su hô các số ít tát ta ban xá số nhiều ta ban ra số nhiều là ta bát xa chi chưa tốt lắm. Dạ, xin mời Phật tử Kim Cúc. Thưa sư, con chia danh từ mắt gá là đạo lộ. Rồi. Chủ ngữ số ít mắt go, số nhiều mắt ga. Đối cách số ít mắt gan, số nhiều mắt ghê. Sử dụng cách số ít mắt ghê ná, số nhiều mắt ghê hí, mắt ghê phí. Sử dụng cách chỉ định cách số ít mắt ga giá, mắt ga xá, số nhiều mắt ga năng. Xuất xuất cách số ít mắt ga. Rồi bốn cách được rồi, bốn cách được. Dạ thôi, dạ. Xin cảm ơn sư. Xin mời Phật tử Tuyên Huỳnh. Dạ, bà sư con xin chia tiếp cái động từ mắt gá. Danh từ. À, danh từ mắt gá. Dạ, số 5 xuất xứ cách là mắt gá, mắt ga, mắt gam ha, mắt gasma. Xuất xứ cách số nhiều, mắt ghê hí, mắt ghê phí. Sở thuộc cách số ít, mắt ga, mắt ga xá, mắt ga năng. Định sở cách số ít, mắt ghê, mắt gam hí, mắt gasmin. Định sở cách số nhiều, mắt ghê xú. Hô cách số ít, mắt gá, mắt ga. Hô cách số nhiều, mắt ga. À, xin mời Phật tử Lan Lê. Dạ thưa sư, con xin chia động từ Phú Ba Lô và Đức Vua. Danh từ. À, dạ danh từ Phú Ba Lô. À, chủ cách số ít Phú Ba Lô, số nhiều Phú Ba La. Đối cách số ít Phú Ba La, số nhiều Phú Ba Lê. Sử dụng các số ít Phú Ba Lê Na, số nhiều Phú Ba Lê Hí. Phú Ba Lê Hí chỉ định các số ít Phú Ba Lê Na, được không? Chỉ định các số ít Phú Ba Lê Gia, Phú Ba La Giá, Phú Ba La Giá, Phú Ba La Xá, số nhiều Phú Ba La Na. Dạ con xin hết. Dạ. Xin mời Phật tử Tham Mi Cá Liễu. Dạ con xin chia danh từ La Má Tiểu Sượng. Rồi. Chủ cách số ít La Mô, số nhiều La Ma. Đối cách số ít La Măng, số nhiều La Mê. Sử dụng cách số ít La Mê Lá, số nhiều La Mê Hí, La Mê Phí. Chỉ định cách số ít La Ma Giá, La Mát Xá, số nhiều
Ramalang. Dạ con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Ngọc Tuyết ạ. Dạ thưa sư, con xin chia chữ sắc tá là chúng sanh sư. Rồi, sắc tá. Chủ cách số ít là sắc vô. Cách thứ năm đi, chị cách thứ năm đi. À, hiểu quá. Thứ năm là xuất xứ cách số ít, sắc ta, sắc hà, sắc ma. Số nhiều là sắc tê hí, sắc tê bí. Sở thuộc cách số ít là sắc tá xá. Số nhiều là sắc ta năng. Định sở cách số ít là sắc ta hê, sắc tăng hê, sắc tát minh. Số nhiều là sắc tế số. Hô cách số ít là sắc tá, sắc ta. Số nhiều là sắc ta. Dạ, xin hết. À. Dạ, có Phật tử nào muốn chia từ từ nó không ạ? À? Dạ, thưa sư đã hết rồi. Dạ. Rồi bây giờ bữa nay làm tạm ôn lại hai bản chia như vậy. Coi như là tới bữa nay làm đã học được 6 bản chia. Để ý ha, cái nào là bản chia của danh từ, cái nào là bản chia của động từ, chứ nói lung tung ta cười chết. Học tới giờ này không biết cái nào là danh từ, cái nào là động từ à. Cái này là bản chia của danh từ, mình có hai bản chia của danh từ. Tức là danh từ năm tánh quỷ ngữ ác như là na rá là một, danh từ năm tánh vị ngữ ác như là của danh từ nữ tính vị ngữ ác, vị ngữ a như là ma là hai. Còn động từ có bốn dạng động từ, dạng phái chất tí, dạng đê xê tí, dạng cha na tí, dạng caro tí. Rồi mình mới học được một bảng ở thì quá khứ là 6 bảng, giờ còn ít đó, chúng ta về chúng ta cố gắng lật xem qua xem lại đọc cho nó nhớ, tại đến khi nhiều bảng quá là không nhớ nổi. Mới đầu thì hiểu nhưng mà sau đó phải nhớ thì mới có thể làm bài tập được, còn hiểu không chưa đủ đâu. Học Bali này hiểu không chưa đủ, mà chúng ta thấy mình mới chia được như vậy thì mình mới hiểu thôi, chưa có nhớ. Nhưng mà phải nhớ nữa mới được, phải nhớ thì mới có thể làm bài tập được. À, bây giờ về tập chẳng còn ít bài nè, về cố gắng xem lại các bản chia, xem lại các bản chia. Còn về phần bài học thì thật ra các tử muốn học nhanh học chậm gì cũng được, sư dễ thôi. Nếu mà muốn học nhanh học một buổi học một bài cũng được. Thật ra bài học này là một buổi là chỉ có 2 tiết thôi, 2 tiết người ta học một bài đó. Còn ở đây học như vậy là học chậm rồi. Còn muốn học nhanh nữa thì học nhanh nữa, nhưng mà học nhanh quá thì theo không kịp thì bỏ bài thì nó cũng ổn, tại lâu lâu mình mới học lại. Cứ từ từ nói. Hôm nay mình học lớp mình học đó là mình chưa đọc được đoạn văn nào, mới học được phần từ vựng với học bản chia thôi, đoạn văn thì chưa học được đoạn văn nào. Bây giờ mình đọc được từ vựng đó là phải tập đọc thành đoạn văn nữa mới được, nhưng mà tại hôm nay là mình chưa có thời gian cho nên chỉ học được phần từ vựng với tập đọc được phần từ vựng thôi. Bây giờ bữa nay mình tập học bao nhiêu đây ha? Giờ nghỉ sớm đi, đi 10 phút, nghỉ trước 10 phút. Tại vì học nữa thì cũng không đủ thời gian. Giờ mời cô Phước Duyên lên cầm mic thì mời lớp để hồi hướng mình. Dạ, giờ buổi học đến đây đã kết thúc ạ. Chúng con xin kính tri ân sư đã dày công giảng dạy và biên soạn ngôn ngữ Bali để chúng con được học tập rất bổ ích cho chúng con ạ. Và kính chúc sư trong cuộc sống thân tâm được an lạc, đạo hạnh viên thành. Kính chúc chư quý Phật tử tu học được tinh tấn. Và bây giờ xin mời cô tu nữ Diệu Bảo đọc thời kinh hồi hướng phước đến chư thiên ạ. Dạ, xin kính mời cô ạ.
Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thay mặt học viên xin đọc bài kinh hồi hướng đến chư thiên. Akasatha cha phammatha deva naga mahetika bunyang no anumodanto sirang rakanto sasanang. Akasatha cha phammatha deva naga mahetika bunyang no anumodanto sirang rakanto no garu. Akasatha cha phammatha deva naga mahetika bunyang no anumodanto chirang rakanto nyatayo. Akasatha cha phammatha deva naga mahetika bunyang no anumodanto chirang rakanto panino. Akasatha cha phammatha deva naga mahetika bunyang no anumodanto chirang rakanto no sara. Idang watano bunyang asawa kaya wahang hon tua naga te kale. Sato, sato, sato. Dạ, lớp học đến đây là kết thúc và xin kính mời quý Phật tử nghỉ và hẹn gặp lại quý vị vào buổi tới. Con kính chúc tri ân sư buổi học hôm nay. Rồi, chào các bạn, kính chào lớp.